Sau khi gia hạn hợp đồng nhóm với YG Entertainment, Jennie chính thức giới thiệu công ty riêng đến người hâm mộ nhân dịp Giáng sinh. Như vậy, khả năng cao chỉ có 1-2 thành viên Blackpink ở lại YG. Tối 23 tháng 12, tờ Newsweek bất ngờ đưa tin, theo ngành công nghiệp K-pop, Jennie, thành viên nhóm nhạc nữ Blackpink, đã thành lập công ty riêng mang tên A Deadline, tên viết tắt AOA, hồi tháng trước. Trên trang chính thức của AOA giới thiệu, đây là không gian nhằm tạo ra thứ gì đó mới mẻ, thu hút sự chú ý theo cách khác biệt là bất ngờ và được thành lập bởi Jennie vào tháng 11 năm 2023 thuộc ngành dịch vụ quản lý chuyên nghiệp với phương châm chúng tôi đam mê âm nhạc. AOA cũng đã nộp đơn đăng ký bản quyền hôm 21 tháng 12 ở những hạng mục mỹ phẩm, sản phẩm làm sạch, xà phòng, nước thơm, quần áo, may mặc, dịch vụ giáo dục và giải trí. Hiện người hâm mộ phát hiện có hai tài khoản mạng xã hội X, Twitter và Instagram của công ty nhưng đều ở chế độ riêng tư. Ngay khi thông tin nữ rapper 27 tuổi có công ty riêng được tiết lộ, trang web của AOA đã sập vì lượng truy cập quá lớn trên toàn thế giới. AOA sẽ tập trung hỗ trợ Jennie phát triển sự nghiệp cá nhân. Bên cạnh đó, cô nàng vẫn duy trì hoạt động nhóm cùng Blackpink theo hợp đồng đã ký với YG Entertainment. Đại diện YG từng cho biết, sau khi gia hạn hợp đồng, nhóm sẽ không chỉ phát hành album mới với sự hỗ trợ của công ty mà còn tổ chức tiếp chuyến lưu diễn toàn cầu quy mô lớn. Tuy nhiên, khi công chúng đang chờ đợi thông tin về hợp đồng cá nhân của từng thành viên thì lại hay tin Jennie lập công ty riêng. Vậy nên, theo một số người dự đoán, rất có thể ba thành viên còn lại cũng sẽ lập công ty riêng như Jisoo hoặc Đầu Quân cho một công ty khác không phải YG, bởi trước đó từng có tin đồn Lisa, Rose đang xem xét ký hợp đồng với công ty ở Mỹ. Đến hiện tại, người có khả năng cao nhất ở lại YG Entertainment chỉ có thể là Rose. Thế nhưng gần đây nhất, khi công ty này cập nhật danh sách nghệ sĩ trực thuộc lại không xuất hiện tên của bông hồng nước Úc mà chỉ có Blackpink. Trở lại với Jennie, trên thực tế, tin đồn cô nàng thành lập công ty từng xuất hiện trước đây. Ở thời điểm đó, nữ idol sinh năm 1996 đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu dưới tên Jennie Ruby Jane cho 10 danh mục riêng biệt, từ thực phẩm và đồ uống đến đồ trang sức và hàng xa xỉ. Ngay sau khi hé lộ công ty do mình làm chủ, giọng ca You and Me đã lập tức có động thái đầu tiên. Cụ thể, nữ idol đã thu âm gửi đến người hâm mộ bản cover Snow của GNT và Snowman của Sia vào tối 23 tháng 12. Jennie trải qua năm 2023 với nhiều cột mốc đáng nhớ ở vai trò ca sĩ thần tượng, diễn viên, lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Main rapper Blackpink có ngay vai đầu tay trong phim Hollywood The Idol, nhưng đây cũng là khởi đầu cho quãng thời gian cô bị chỉ trích nặng nề. Trong phim, Jennie đảm nhận vai phụ, vũ công, người bạn thân thiết của nữ chính. Tuy nhiên, cô lại có nhiều lời thoại cùng động tác vũ đạo bị đánh giá thô thiển, phản cảm. Diễn xuất của thành viên Hắc Hường làm không ít người phải cau mày khi xem. Chuyện tình cảm của nữ rapper 27 tuổi cũng gây náo động một phen. Đầu tháng 12, truyền thông Hàn tiết lộ cô nàng và V BTS đã chia tay sau hơn một năm yêu đương, dù chưa từng xác nhận hẹn hò. Sau khi tin tức được đưa ra, hai nghệ sĩ chọn cách giữ im lặng. Như đã đề cập, trong thời gian tới, Jennie vẫn tiếp tục hoạt động nhóm cùng hội chị em thân thiết. YG Entertainment hứa sẽ đền đáp Blink trên toàn thế giới bằng nhiều hoạt động xứng với vị thế nghệ sĩ toàn cầu của Blackpink. Điều này bao gồm các album mới và nhiều chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới hơn. Về hợp đồng cá nhân của từng thành viên, YG chưa nói rõ. Nhiều fan cho rằng bốn cô gái sẽ đẩy mạnh hoạt động cá nhân trong năm 2024, khởi đầu là Jennie với việc lập công ty riêng.